Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Tokyo Online. Và hôm nay thì Cậu Vải sẽ giới thiệu anh em một tựa game mobile sắp được phát hành thị trường Việt Nam, có tên gọi là Khởi Nguyên, đến từ nhà phát hành Vplay. Đó, con game này sẽ được ra mắt trong năm tới và hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm trước phiên bản server thử nghiệm của tựa game Khởi Nguyên Vplay này nhá. Thì đây là một con game có chủ đề game nhập vai, lấy chủ đề tiên hiệp, với 5 lớp nhân vật để các bạn lựa chọn. Đầu tiên là lớp nhân vật có tên gọi là Địa Tạng này. Thứ hai có lớp nhân vật tên gọi là gì đây, Băng Phong, nhìn rất là ngầu phong trần luôn. Con game này làm bằng Unity 3D thôi. Đấy. Đây lớp nhân vật thứ ba, Ly Hỏa. Chất lượng hình ảnh không được nét lắm nhỉ. Thứ tư đó là lớp nhân vật tên gọi Đại Thánh. Chắc là mình sẽ chơi lớp nhân vật Đại Thánh ấy đi. Đây, và cuối cùng là một lớp nhân vật tên gọi là Vân Tiêu. Đấy, chúng ta sẽ 5 lớp nhân vật thì tùy vào sở thích các bạn lựa chọn nhá. Đây, ví dụ mình chơi lớp nhân vật Đại Thánh ấy đi, vì mình rất là thích nhân vật Tùng Không. Rồi, chúng ta sẽ có phần tạo hình cơ bản này. Các bạn này tạo hình ở đây. Và chúng ta sẽ đặt tên Cậu Vàng vào vào game. Nó không cho đặt tên Cậu Vàng, thôi mình đặt bừa nhá. Game này thì nặng khoảng 1.5GB, nó cũng không quá nặng đâu. Đấy, game nhập vai màn hình ngang, nhận đặc quyền này. Được tặng free VIP à? Ok. Kích hoạt luôn này. Rồi, ở đây mình sẽ chỉnh đồ họa lại một chút nhá. Ở đây có lẽ do đồ họa nó cũng chưa phải là đồ họa mức cao nhất. Đây, cái giao diện này, nhìn thật sự là nhìn gọn đấy. Đây, chúng ta sẽ để chế độ Full HD nhá. Đấy, các bạn thấy lúc nãy đồ họa nó không được nét bởi vì là mặc định mình đang chơi bằng giả lập ấy. Đây, để Full HD này. Xem nào. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp tục đi làm nhiệm vụ nhá. Đây, đồ họa ok hơn rất là nhiều mọi người ạ. Rồi, đã nâng cấp lên rồi. Các bạn sẽ có một con game đồ họa Full 3D luôn. Đồ họa Full 3D nhá, xoay 360 độ các kiểu. Đấy, mọi người để trải nghiệm rất là mượt mà. Game này nó không phải là đồ họa bom tấn, nhưng mà được cái là full 3D và mượt mà. Và để xem là cái hiệu ứng kỹ năng chiến đấu game này nó có hoành tráng đẹp không. Nhiều anh em chỉ thích những con game nó đấy, hiệu ui đẹp nhờ. Đấy, hiệu ứng kỹ năng nó kiểu nó phải trưởng phát, nó phải ngập màn hình như kiểu con game Khởi Nguyên này này. Đấy, Khởi Nguyên Vplay này. Rồi, đi làm nhiệm vụ tiếp nha. Về cơ bản cái lối chơi cũng rất là quen thuộc thôi. Bạn nào hay chơi game nhập vai chủ đề tiên hiệp ở trên mobile sẽ rất là dễ làm quen với con game này. Ban đầu đi làm nhiệm vụ có auto tìm đường, auto chiến đấu. Nói chung là các bạn sẽ không phải thao tác quá là nhiều. Đấy. Sau đấy thì sẽ dần dần mở khóa các tính năng. Đấy, lên level cao thì tham gia các hoạt động hàng ngày. Nó kiểu như vậy, gameplay thì rất là quen thuộc rồi. Ôi, con boss to đùng như gì này. Thiên phạt yêu long à. Rồi, qua nha. Game thì cũng thỉnh thoảng có những cái đoạn cắt cảnh vào. Chúng ta có phần thú cưỡi. Nó là nằm trong mục ngoại quan. Các tính năng nó sẽ bố trí hết đây này. Phó bản này, bên trái là các cái hoạt động hàng ngày. Phụ bản, đấu trường, phúc lợi lịch luyện, đoạt tiên đồ, phù sinh, thánh võ, ngự thú, mệnh khí. Đấy. Gundam, cái tính năng Gundam này cái tính năng gì ta? Võ thượng cảnh này. Bên phải, bên trái là hoạt động hàng ngày nhá. Bên phải thì là các cái tính năng để các bạn mạnh hóa nhân vật, rèn trang bị, chuyển có cả chuyển sinh luôn. Đấy, ngoại quan, thần linh, phù văn các thứ. Đấy, rất là nhiều tính năng. Tất nhiên là ở đây thì mình chưa đủ cấp thì mình chưa thể trải nghiệm hết được. Sau có gia viên này, dị thú, đồ giám, thiên đạo, tiên minh. Đây là phần kỹ năng nhân vật này. Chúng ta sẽ chỉ có 4 kỹ năng thôi mọi người ạ. Đó, nhân vật nó sẽ chỉ có 4 kỹ năng chủ động thôi. Không biết là sau này nó sẽ mở thêm kỹ năng không. Nhưng ở đây mình thấy là bảng kỹ năng chủ động có 4 kỹ năng. Còn đây là bảng kỹ năng bị động thì cũng khá là nhiều. Rồi, có cả ngự kiếm vi hành nhá, vì là game chủ đề tiên hiệp mà. Rồi, chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ tiếp này. Ở đây mình đang chơi server thử nghiệm. Nhưng mà mình thấy là game cũng đã được việt hóa thứ đầy đủ các thứ rồi. Đấy, nhịp game rất là nhanh nha. Bạn nào mới chơi thì sẽ mất thời gian khoảng 30 phút đến 50 phút để làm quen. Bạn nào chơi game nhiều vai nhiều rồi thì thật sự là cái con Khởi Nguyên Vplay này nó có dễ là làm quen thôi. Thật sự nó rất là dễ làm quen nha. Để có một cái điều mà để nói về con Khởi Nguyên Vplay này thì nó là từ đơn giản dễ chơi, dành cho bạn nào thích dạng game nhập vai cái cuốc đơn giản, không mất nhiều thời gian, không phải thao tác nhiều. Nó sẽ phù hợp với phần đông game thủ Việt. Một cái gameplay thực sự là cơ bản. Bảo là đột phá thì không đâu, nhưng mà dễ chơi, dễ trúng thưởng. Đấy. Và quan trọng là hiệu ứng kỹ năng này. Đấy, các bạn nhìn này rất là hoành tráng và đẹp mắt. Nhiều người thích rồi. Đây mình thấy như là có khinh công này. Có khinh công luôn, khinh công 4 bước nhá.
Đẹp. Đó, các bạn này khinh công luôn mọi người ạ. Game có hệ thống khinh công 3 bước, chính xác là 3 bước thôi. Ồ, như vậy là game có hệ thống khinh công luôn cho mọi người. Đấy. Và mình cũng thích giao diện game, nó ẩn hết menu trong này này. Nhìn gọn dã man luôn, giống kiểu mấy con game Hàn ấy. Rồi lại đi làm nhiệm vụ thôi, bây giờ level 29 rồi này. Ở phần boss này thì chưa mở nhá. 90 thì sẽ mở boss. Có cả server liên server luôn. Đấy, ngoài boss nha thì có cả các hoạt động liên server. Nhưng mà sẽ đầy đủ tính năng đấy. Bên kia Đức Đồng mình quay. Đây có cả tu hành này, đấy, độ kiếp các thứ. Nói chung là game phàm nhân luyện khí trúc cơ các kiểu. Đây, luyện khí luyện trúc cơ này, Kim Đan, Nguyên Anh. Bạn nào đọc truyện tiên hiệp thì biết ly hợp. Phá vọng cao nhất sẽ là tiên đế nhé mọi người nhé. Tiên đế có mấy cấp bậc cơ, tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Đấy, nói chung là vì là game tiên hiệp thì các bạn biết rồi đấy, chúng ta sẽ hệ thống cảnh giới cũng rất là quen thuộc với bạn nào hay đọc truyện hoặc là xem phim về tiên hiệp. Thì con game khởi nguyên Vplay này nó cũng tương tự thôi nha anh em nhé. Rồi lại đánh boss này. Phi kiếm đấy, thỉnh thoảng nó hơi bị lag một tí bởi vì đây là server thử nghiệm thôi đó. Thỉnh thoảng mình các bạn thấy là cái nhân vật mình chạy ngược lại ấy. Cái này server thử nghiệm thì không để tránh được mọi người ạ. Bao giờ server chính thức thì sẽ ổn định hơn, vì dù sao đây là server thử nghiệm nên là nó vẫn sẽ có những cái sự chưa ổn định. Đây chúng ta có mở khóa phần ngoại quan này. Ngoại quan này là các bạn có phần tiến bậc cho thủ linh kỵ này đấy, rồi cái cánh này, đây, các bạn phải tăng cấp cánh lên. Đấy, tăng cấp cánh lên rồi bối sức các thứ. Ngoại quan này, đây là đồ thời trang, cải trang, trấn kỵ. Nói chung là cũng rất là đa dạng nha. Đấy, lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ thôi. Đây là đăng nhập nhận quà, rồi quà cấp. Đấy, nhận thưởng trang bị. Hệ thống trang bị thì nó cũng chia phẩm cấp tương tự các game nhập vai khác nhé. Thì cái này thì không cần phải nói đâu. Rồi, game thì sẽ có tặng free VIP đến VIP 6, nhưng mà game có cả S VIP nữa mọi người ạ. Đấy, game tặng free VIP, ui 30 cấp VIP cơ mà, vãi. Đấy, game có cả VIP và S VIP, và VIP thì con game này thì mình nghĩ là nó sẽ tặng VIP cho đến level VIP 30 luôn đấy. Mình đoán là như thế. Đây, có tặng free VIP 6 này, dã man thật. Đấy, các bạn chỉ cần online nhá là các bạn sẽ nhận được free VIP rồi. Đây cũng thể coi là một cái ưu đãi của con game khởi nguyên Vplay này. Đấy, khoảng 3 phút nữa thì mình sẽ nhận được free VIP. Vừa vào game là mình được free VIP 1 rồi. Còn tí nữa là mình sẽ free VIP 6 mọi người ạ. Nói chung là cũng rất là tốt. Có ưu VIP thì mình sẽ có rất nhiều cái việc trải nghiệm game nó dễ hơn. Ví dụ như nó cộng thêm tấn công này, cộng thêm 10% XP ở hiện tại mình đang VIP 1 nhá. Đấy, sau này thì có cả đồng hành nữa, đồng hành thì có thể xuất chiến rồi có kỹ năng đi kèm, rồi có cả tính năng biến hình này. Đấy, lối chơi rất là quen thôi, mình chơi nhiều dạng game này nhiều rồi nên là thực sự cũng rất là dễ làm quen đấy. Đây biến hình thử này, ó rất là ngầu luôn. Biến hình thì có kỹ năng riêng nhá, nhưng mà thời gian biến hình thì nó có hạn thôi, khoảng 15-20 giây gì đó. Nhưng mà thường thì biến hình này lúc các bạn sử dụng lúc đánh boss là PK. Hai phút nữa mình được tặng VIP này. Sau này game có tính năng chuyển sinh nữa. Đấy, thế thao. Nói chung là game này mấy trăm cấp cơ. Thao mà cày. Dạ game tiên hiệp thì bao giờ hệ thống cấp độ nó cũng rất là nhiều. Có thần linh này, tiến bậc nhanh. Cái này là phần biến hình đấy mọi người. Sau này các bạn này kích hoạt được rất là nhiều thần linh khác. Cửu vĩ hồ này, hỗn thế ma đồng này, bạch vũ thánh chủ này. Nhìn đẹp nhỉ, ngầu dã man. Đấy, mặc trang bị. Rồi lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Bây giờ tầm này là bắt đầu giảm cái việc nhiệm vụ chính tuyến. Thì mình sẽ đi làm những cái nhiệm vụ hàng ngày thôi. Rồi lại tiếp tục chiến đấu. Đó, nói chung là cái gameplay thì mình nghĩ là các bạn cũng nắm được rồi. Đồ họa gameplay nắm được rồi. Lối chơi cũng rất là quen thôi.
Chủ yếu thì con game này thì dành cho các bạn nào mà thích dạng game cày cuốc đơn giản, dễ chơi, rồi có auto này, các thứ, mọi thứ nó không cần phải ấy quá nhiều, và là một con game lấy chủ đề tiên hiệp. Đấy, nhiều bạn sẽ thích. Rồi, tiếp tục đi làm nhiệm vụ nha. Hiệu ứng kỹ năng thì hoành tráng nhờ. Wow, đẹp này. Đấy, lớp nhân vật này, ngộ không này của mình đánh đẹp dã man. Mình nghĩ là cái lớp nhân vật ngộ không này thì nhiều mọi người sẽ thích ấy, nhiều người sẽ lựa chọn đấy mọi người. Đây có tính năng thiên duyên, cái này là để kết hôn đấy mọi người. Đấy, game có tính năng kết hôn nhá, chắc chắn rồi. Đây, 17 giây nữa mình sẽ nhận free VIP này. Các bạn thấy không? Chúng ta sẽ có tính năng free VIP. Đấy, nói chung là game dễ chơi, đơn giản nhỉ. Chiến văn XP này. Đấy, các bạn thấy là chúng ta sẽ có các hoạt động phó bản hàng ngày. Thì đây, mình được free VIP rồi mọi người thấy không? Đây, nhận miễn phí VIP này. Đó, lên VIP 2. Đấy, cứ online dần dần thì free đến VIP 6 đấy phải. Ồ, như vậy là game sẽ free đến VIP 6 nhá. Và các bạn chỉ cần online thôi là sẽ nhận được free VIP. Đây, sau này có phó bản này, các hệ thống phó bản, rồi các hoạt động hàng ngày. Đây thì game nó sẽ mở rất là đa dạng. Đó, thì mình cũng trải nghiệm nhanh cho anh em về cái tựa game khởi nguyên của nhà anh Vplay nhá. Bạn nào mà yêu thích thì có thể tìm hiểu thêm thông tin ở game ở trên fanpage. Game chuẩn bị ra mắt rồi. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng. Mà thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như subscribe cho kênh Top Game Online của em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye.